và đường sắt miền Tây. Thì hôm nay mình sẽ đi trên tuyến đường là Lê Bình. Thì điểm đầu chúng ta là đường Lê Bình giáp với đường 32. Thì đường Lê Bình này nằm hoàn toàn ở trong phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Thì điểm cuối của chúng ta sẽ là đường 30 tháng 4. Đường Lê Bình là nối giữa đường 3 tháng 2 với đường 30 tháng 4. Thì đường này là hầu như là quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn rất là nhiều. Nằm ở hai bên cũng có một số quán karaoke nổi tiếng. Thì đường này là đường Lê Bình nha. Để tránh trường hợp là bà con chúng ta nhầm tưởng với là phường Lê Bình của quận Cái Răng khác nha. Còn này là đường Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Thì tuyến đường này cũng khá ngắn thôi. Hầu như hai bên là quán karaoke rất là nhiều. Rồi điểm cuối của đường Lê Bình ha, giáp với đường 30 tháng 4. Rồi xin kết thúc video đây nha bà con.